tiếp tục đi theo một này, này cái phạm vi này đi theo một này, các bạn sẽ nhìn này TL, đây rất nhiều lỗi sai, các bạn có nhìn thấy nhiều lỗi sai không? Đáng nhẽ chỗ này nó phải là nét cắt chứ không phải nét đậm ở bên ngoài, đúng không? Thể hiện sai hết, tất cả mọi người vẽ Revit nó đều bị thể hiện sai. Còn những cái này nét thấy tôi không nói làm gì cả, ví dụ chọn đây được nha. Thì ví dụ như đây, nó sẽ nhìn thấy vị trí này thì tôi nhìn trên mặt bằng này, tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy là những cái vị trí nó sai, nó sai mà nó sai quá thể đáng luôn đấy, vẽ nó không đúng, các bạn hay bị bắt lỗi ấy. Chọn đây này, cái file low clip này, tôi chọn lên low clip này, tôi phải chọn là width line được nha. Ok, thì các bạn biết vì sao chọn width line, tôi chỉ cắt đến đây thôi, để vừa lúc chúng ta nhìn thấy làm sao, nó nhìn thấy cái gì nhỉ, nhìn thấy cái bờ tường ấy, đây này, tôi không nhìn thấy cái bờ tường đằng sau ấy, nó phải trắng nghe này. Ví dụ như cái lan can này tôi không muốn nó ở đây, hoặc là tôi muốn nó ở đây thì tôi biết nó cách nào bao nhiêu, hiểu chưa, thì tôi vẫn để. Nhưng mà tôi đang làm phần chi tiết vấn đề về tường, như các bạn chích chi tiết cấu tạo tường nha, các bạn thấy nó sai không? Sai ở chỗ gì? Sai ở chỗ này là không có lớp vữa chát này, đúng không? Thì vì sao phải chích chi tiết này, đố các bạn biết? Nó lại là liên kết từ thằng này với thằng này và với lanh tô, và liên kết giữa thằng này với sàn, và liên kết nếu chỗ này nó gờ chỉ phào gì đấy nữa, đúng không? Thì tôi sẽ làm kỹ cho các bạn cái vị trí này. Thì khi mà tôi đã mình bổ thi công mà, bổ thi công là mình phải làm chuẩn. Thì đây nó đang tỷ lệ 1/25 này. Đây. Đó. Thì khi các bạn dàn trang vào đây, ví dụ như này, cho vào rồi, đây, các bạn sẽ thấy đây, chi tiết này. Tiếp tục đi theo hai. Mới đầu nhìn nó có thể to nhảy thôi, nhìn nó trông nó nhảy thôi, nhưng mà mình làm dần từng bước một nó sẽ làm sao? Sẽ ok ngay. No try. Try W này này. Các bạn này này. Đấy. Đây là khổ A3 mà tôi trích tỷ lệ này là tỷ lệ 1/25 mà tôi vẫn còn đang nhìn được như thế này. Hiểu không? Có những bạn này để tỷ lệ ở đây nó là 1/10 gì đấy, nó không đúng. 1/10 là lại phải trích chi tiết của cái đô kính này này, bắt vít xuống đây nhào này, hiểu không? Tùy từng mức độ nha, giả thêm tiền thì vẽ tiếp. Mức độ nào thì nha. Còn để mà bổ triển khai hồ sơ thi công này nó sẽ rất là mệt đấy, chứ không hề đơn giản một chút nào luôn các bạn. Này, tôi để này thì thường tôi bổ theo chiều dọc này, hoặc là các bạn để từ dưới bổ lên. Cách sắp xếp nó cũng phải làm sao khoa học nha. Đây này, các bạn thấy không, dọc trên trục 3 này. Đây, những cái ký tự này nếu đã để bằng nhau thì cũng phải cho nó bằng nhau nha, thấy không? Thì tôi bắt đầu mới bổ trên này. Thì bây giờ bổ trên này các bạn sẽ thấy là gì, bây giờ các bạn xử lý cái dầm này như thế nào và cái lớp vữa chát này như nào. Ví dụ lớp vữa chát này, cái tường này, đương nhiên là cái vách kính này làm sao rồi, vách kính này nó sẽ phải âm xuống 50 rồi. Đấy là vách kính của nha, chọn thằng này kéo luôn xuống 50 này, nó sẽ bắt vào sàn bê tông rồi luôn, chứ chẳng nhẽ ai lại cán một lớp lên à, đúng không? Thì chỗ này nó sẽ có một lớp chát, đúng không? Thì ví dụ như tại sao thằng này nó lại ăn mép này mà thằng ở dưới này nó lại ăn mép này? Tôi đang hỏi một câu vấn đề rất lớn. Có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Hả? Đây này, thằng này đang ăn mép này mà thằng này lại ăn mép này. Nó là sai đấy. Nó phải MV, mép này nó phải ra đến đây. Các bạn hiểu không? Để nó thẳng với thằng vách dưới này. Thì những cái chi tiết này trích ra để làm gì? Để bị những cái lỗi sai như thế đấy. Chứ còn trên mặt cắt chính này làm sao mà nhìn thấy được, đúng không? Mặt cắt chính không thể biết được, chỉ biết đấy là vách kính thôi. Trên mặt bằng cũng không thể thể hiện rõ được, vì mặt bằng tỷ lệ 1/100 không ra được, chỉ biết chỗ đấy là vách kính thôi. Đấy. Ví dụ như chỗ này chẳng hạn,
Đây, vách kính này này. MV. Đây. Chẳng có gì cả hệ này. Đây, tôi về mặt bằng. Đấy. Nếu các bạn có kỹ năng thì các bạn mới làm sao? Mới sửa nó được. Đây. Ở đây là tầng tầng 1 là chuẩn rồi. Tầng 2 nó mới sai nhé. Này gọi này không? Vẫn chưa vào à? Tôi like từ cái vách này nó. Vẽ một rep plan này, vẽ một cái rep plan này để giống à, tim này, tim này. Được chưa? Thì các bạn thấy nó thẳng chưa? Thẳng hàng với nhau. Bây giờ đi sửa đống này mới mệt này. Được chưa? Vẽ không hề dễ một tí nào. Đây là thì là các bạn biết cái nét đất này bây giờ xử lý nào không? Nét cắt này này. Bây giờ phải sử dụng cái chi tiết này này. Bây giờ phải vào tường này. Vào tường. Đây tôi dạy các bạn cách thiết lập đấy. Vào tường là vào guồn. Thì chọn cái nét cắt này. Thì bỏ cái guồn này đi. Thì ví dụ như trên này để comment này. Nhưng mà để cái common nét này. Các bạn chọn vào line này. Và các bạn chọn tôi đây. Để cho tôi là nét nét 04. Đấy nha. Ok. Empty. Đấy các bạn sẽ thấy nét 04 bên trong đậm. Còn bên trên tường này, các bạn để cho tôi nét 01 thôi. Này. Thì cái lớp vữa chát ở ngoài sẽ làm sao? Nó sẽ mảnh. Còn lớp common bên trong làm sao? Nó sẽ đậm. Các bạn hiểu không nhỉ? Thì đây, nó có một cái phần gạch chát này. Thì chỗ này đáng nhẽ chúng ta phải làm sao? Chúng ta không được vẽ qua dầm, mà chỗ này chúng ta phải khoét đi. Đấy, nếu vẽ đúng cấu tạo là khoét đi. Còn chỗ trần này thì chọn đây này. Edit Tile này. Edit này. Chọn đây Preview này. Chọn về mặt cắt. Đấy nha. Đây là mép ngoài, còn đây là mép trong. Mép trong, Modify này. Chọn cái cạnh này. Chọn cái cạnh này. Nhìn thấy chỗ này đưa chuột vào đây nó màu vàng này, mở khóa này ra. Ok. Không được nha. Chỗ này chúng ta lại phải vẽ thêm một lớp vữa chát ở tầng 2. Mệt phết đấy. Đúng không? Tầng 2 này. TL. Đây, cái lớp vữa chát ở bên ngoài này. Vào guồn này. Chọn này. Lớp vữa chát là bao nhiêu nhỉ? 15 đúng không? Đây. Vữa chát này. Finish Face Exterior. Chọn này. Đức Anh sang cửa bên kia xem đào mở hết chưa? Đóng hết chưa? Này. Sang lên đúng cái mép vị trí này. Nha, nhìn qua mặt cắt này. Nhìn qua chi tiết này. Thì này ta sẽ thấy một cái chi tiết ở đây. Bỏ cái khung crop này ra. Thì các bạn sẽ thấy một cái tường.
một cái lỗ ốp vỡ chát của tường ở tầng 2 đây nha, sẽ kéo xuống dưới này và các bạn kéo cái lớp vỡ chát ốp xuống dưới này đấy nha, và lại bật khung crop đi đó. Thì ta dùng TL thì khi vẽ nhỉ, bạn thấy lớp ốp vỡ chát đây không? Và thứ này chúng ta dùng join này, modify join này, chọn đây join này, thấy không? Thì đây là chúng ta bắt đầu làm sạch được cái vấn đề là gì, cái này này, đúng không? Còn nếu mà chúng ta muốn chuẩn nữa, chỗ này nó phải là có một cái lớp vữa chát đây, nhưng mà nó sẽ phải đánh vát ra ngoài để nước nó không dốc vào ấy, hiểu không? Nó thoát ra khỏi đây ấy, thì chỗ này ấy, các bạn cũng phải nên cẩn thận một chút này. Chỗ này chúng ta sẽ dùng detail item. Một khi chúng ta đã làm detail item đây, hoặc là chúng ta sẽ dùng annotation, dùng fill gradient, được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng ở đây là một cái phần giống như kiểu là chat ấy, hoặc là chỗ này chúng ta lát một viên đá cũng được. Tôi chọn ở đây một cái vữa chat này, các bạn sẽ vẽ cho tôi từ cái điểm này, đúng không? Ví dụ như từ đây đến đây là bao nhiêu, chúng ta phải căn như này, đúng không? 19, 20 này, đây chọn này. Thì tôi lấy ví dụ thôi, ví dụ chọn này, các bạn vẽ chéo lên đến đây, từ đây xuống đây, này. Thì cái vị trí này ấy, thì các bạn có thể dùng lệnh trim vẽ đây, hoặc dùng lệnh extend, chọn cạnh này, extend đến đây, nha. Finish, nha. Còn nếu vị trí này các bạn muốn ấy, thì các bạn để chọn theo kiểu này, chát đến mép này thôi, được nha, vuông góc ra đây, rồi dốc vào đây như này, cũng không sao cả. Các bạn hiểu ý tôi không nhỉ? Có nghĩa là nước sau đấy sẽ chảy ở đây và chảy theo cái khe ra ngoài, đúng không? Thì các cái vị trí này mình sẽ phải dùng như thế, mình phải bồi thêm vào như thế thì mình, nhưng mà mình phải hiểu lắm đó, phải hiểu cấu tạo. Nếu không hiểu cấu tạo thì đây 18, 8 này, tôi cho đây là 15 nữa hả? Đấy. Thì đương nhiên là cái này nó sẽ vẽ xuống 15 này. Đây. Đấy, align xuống 15 ấy, thì cái này nó phải kéo xuống 15 ngay. Đây. Đó. Này nó che đi mất rồi. Cũng kỳ công đấy các bạn ạ. Làm mới Revit này mà các bạn không hiểu thì nó cũng khá là mệt. Thì các bạn sẽ nhìn lên nét đậm, hoặc là các bạn đây là nét, đây là nét 01 này, hoặc cái này các bạn có thể chọn thành nét đậm rồi nhá. Cái nét này đang là nét 01 này, bạn thấy nét 01, các bạn này cho đây nét 04 này, nó đậm này, thấy không? Fill gradient nó cũng có thể đậm được đấy. Thì với chi tiết như này thì các bạn đi cho tôi cái gì đầu tiên là các bạn đi cho tôi là gì, đố kính này, chiều dày của đố kính này, phần bê tông này, mà phần bê tông này, này, đó, và các bạn đim cho tôi ba cái thước đim chính là DI, là đim từ phần này đến phần này, phần này, phần này, ra đây, được nha. Còn cần thiết thì đim một cái tổng số từ đây đến đây, sang bên này, được nha, cho nó cân đối mà, chọn đây, đủ hết thông số rồi. Đúng không? Chúng ta cũng không cần phải đim nhiều nha. Còn nếu chỗ này nó ngắt đim quá thì kết thúc một cái để lấy trục. Nhưng mà chỗ này đang bị làm sao? Thừa với nhau. Thì tôi chọn đây, bỏ thước này đim đi. Đây 450. Các bạn thấy còn thiếu gì nữa không? Đây. Thì đim này nó đim cả hoàn thiện và cả thô. Cái này là 250. Cả thô này, thế này này, thế này này, 100. Đó. Các bạn phải đi một cái này để người ta biết kích thước thô đấy nha. Còn 250 đi hoàn thiện rồi, còn đây tôi bên trong này tôi đi tổng, đi tổng thô. Phải thấy không? Cái này các bạn có thể kéo nó xuống ra ngoài này,
đúng không? Cái này, này crop lên đây, nhìn thấy không? Thì những cái crop này bây giờ các bạn làm nào, chỉ cần lại vào cái annotation này, đi theo item này, nha, chọn đây, kéo hết nó ra, đúng không? Tắt bỏ khung crop đi, ẩn đi, thấy không?